Xin chào quý doanh nghiệp, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách đăng sản phẩm mới trên web nhé. Bạn đăng nhập bằng tài khoản, sau đó chọn mục sản phẩm, chọn thêm mới. Bạn thêm tên sản phẩm vào mục thêm sản phẩm mới, sau đó thêm mô tả cho sản phẩm. Chọn danh mục cho sản phẩm. Và thêm từ khóa. Thêm từ khóa để có thể tối ưu công cụ tìm kiếm, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm của bạn hơn. Tiếp theo là thêm ảnh cho sản phẩm, bạn có thể chọn tải ảnh lên trong tab tải file. Ở đây mình đã tải lên một số hình ảnh nên mình có thể chọn ảnh ở tab Media. Bạn thao tác tương tự cho mục album hình ảnh sản phẩm. Để có thể chọn nhiều ảnh, bạn hãy bấm giữ phím tab Shift, đồng thời bấm chọn ảnh. Như vậy là bạn đã có thể thêm nhiều ảnh vào mục album sản phẩm. Bạn thêm giá cho sản phẩm, nếu bạn đang có chương trình khuyến mãi, hãy thêm giá khuyến mãi cho sản phẩm nhé. Thêm mô tả ngắn cho sản phẩm ở ngay dưới mục giá. Để đăng sản phẩm, bạn hãy chọn nút đăng ngay trên phần chọn danh mục cho sản phẩm. Để xem lại giao diện sản phẩm vừa đăng, bạn hãy về đầu trang chọn tab xem sản phẩm. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ. Chúc quý doanh nghiệp thành công!